Kéo gần xong rồi nha bạn. Đó. Còn xíu xíu nữa là xong rồi. Đó. Là hồ bây giờ là mát rượi luôn nha bạn. Cho mấy em xuống tắm rất là mát luôn. Rất là ok luôn nha bạn. Thì còn một tắm nữa, tắm ngắn nữa. Mình sẽ quay vòng vòng cái hồ để cho các bạn xem nha. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha các bạn. Mình sẽ cố gắng ra video để cho các bạn có nội dung để các bạn xem giải trí. Đó. Để theo dõi nha các bạn. Đó. Bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều nội dung mới hơn. Mình sẽ cho ra nhiều nội dung mới hơn để cho các bạn xem. Đó. Xem giải trí chơi cho nó vui. Đó. Hiện tại thì em kia đang cắt lưới để lắp một khúc đằng kia nha các bạn, tại vì còn xíu nữa. Đây, hồ bơi nè các bạn. Hồ bơi này chiều ngang chắc cũng khoảng 4-5 mét các bạn, chiều dài khoảng chục mét. Thì tính ra khoảng 50 mét vuông nha các bạn. Khoảng 50 mét vuông. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Đó, nào xong mình sẽ quay tiếp để cho các bạn có nội dung các bạn xem. Nhớ đăng ký kênh theo dõi ủng hộ kênh nhé các bạn. Nói chung là làm này khổ lắm mà. Phơi nắng dầm mưa rồi. Tiềm ẩn nguy hiểm rất là nhiều luôn các bạn, tại vì điện đài rồi nè. Đó. Kéo tới kéo lui, nói chung cái nghề này rất là nguy hiểm các bạn ơi. Nhưng mà vì cuộc sống thôi. Đó. Vì cuộc sống mưu sinh thôi các bạn. Ngày nào nó cũng có cái giá của nó hết. Đó. Nhưng mà được cái là mình cống hiến cho xã hội các bạn, cống hiến cho mọi người. Đó. Mình đừng có nghĩ là cực khổ rồi hoặc là tiền bạc các bạn. Đó. Mình làm ra được cái điều gì đó giúp cho mọi người và xã hội các bạn. Đó, các bạn đừng có nghĩ là tiền là trên hết nha. Ví dụ như các bạn làm một công trình gì đó, các bạn không có nhiều tiền nhưng mà các bạn đã cống hiến được cái công sức cho mình để xây dựng phát triển xã hội các bạn. Đó. Thì đó cũng là một cái niềm vui các bạn. Đó. Đâu nhất thiết phải là có đổi lại nhiều tiền. Đó. Và sung sướng đâu các bạn. Đó, nghề nào nó cũng có cái cực khổ cả. Đó. Ý nghĩa nó là như vậy các bạn. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi ủng hộ kênh nha. Mình sẽ cho ra nhiều video mới hơn. Đó, bây giờ mình phải đi làm rồi các bạn. Kéo dây đã là đi làm. Anh em đi làm chung thì rất là vui các bạn. Đó, chia sẻ những cái cực khổ. Ok nha, bây giờ mình đi làm nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.